Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nha. Hôm nay thì em sẽ lên cái dòng lan phi điệp. Cái dòng này thì lâu lắm em cũng không bán rồi, tại bây giờ nó không còn chuộng mấy nữa. Đó. Nhưng mà hôm nay còn một ít thì em sẽ bán rẻ nốt cho các bác nhé. Đấy, tại vì đây toàn là những cái giống mà cấy mô ngày trước cái thời nó hot hit ấy. Đây toàn là những cái giống đẹp nên em làm cấy mô. Đấy, thế nên là bác nào mua về để mình chơi sưu tầm thì cũng vẫn rất là hay nhá. Nó có những cái dòng lan đột biến của Hòa Bình, của Di Linh. Đó. Rất là nhiều loại nhé, Phú Thọ các thứ. Một cái cây này thì hôm nay em thanh lý cho các bác là giá 15.000 thôi, quá là rẻ. Đấy, những cái cây này thì em trồng mấy năm rồi, nó xuống lá nhưng tại vì em trồng trong cốc nhỏ nên thường là cây nó sẽ kém phát triển hơn. Chứ mọi người nhìn này, đấy, nó mấy mầm này là nó được mấy năm rồi, đó. Nhưng mà trồng trong cốc nhỏ nên nó sẽ không hạn chế phát triển nhá. Đấy, những cái cây phi điệp nó cao tầm khoảng 7-8 cm này em bán thanh lý cho mọi người giá là 15.000 một cây nhá. Đó, hơi bị tiếc đấy, tại vì đây toàn là những cái dòng lan đẹp đấy. Thì em mới cấy mô mà thì mới làm ra để bán chứ không làm những cái dòng lan phi điệp mà nó phổ thông và nó không đẹp đâu. Đây toàn là những cái dòng hot hit đẹp. Nhưng mà bây giờ thì người ta không chuộng nên em thanh lý giá rẻ 15.000 một cây nhá. Thanh lý rồi nên là không bao ship đâu. Bác nào mua thì chịu phí ship là 35.000 cho em nhé. Đây, toàn những cái cây nhìn xinh xinh như này. Về nhà là mùa tiếp theo này nó có thể cho hoa rồi. Đấy, toàn là những cái màu hoa đẹp thôi. Hồng rồi là ám rồi là tím đậm. Rất đẹp, trắng cũng có. Cái này thì em bán lộn xộn đấy nhá, 15.000 rồi nên là mọi người cứ mua cho nó thoải mái dễ dàng. Đấy. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhé. Em để dưới bài viết, em xin chào các bác.